chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình và Tu Gà sẽ dắt các bạn cùng đi đến một cái nơi mà tụi mình sẽ stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì bây giờ các bạn thấy ngoài trời là buổi tối rồi, tụi mình mưa. Mới mới làm việc xong thì tụi mình đây rất là uể oải. Chỗ này là một cái chỗ rất là thư giãn, rất là relax luôn. Nếu như bạn nào mà đang mệt mỏi muốn tìm một nơi thoải mái thì các bạn hãy coi hết video này nhé. Đi thôi nào. Trời mưa rồi. À và quên nữa, khi mà các bạn đi cái này các bạn nên đem theo đồ nha. Tại vì chúng ta sẽ được tắm. Nhưng mà yên tâm, nam lên nam, nữ lên nữ, không có tắm chung nha. Tới rồi. Nãy giờ mình rất là mỏi nhất luôn các bạn. Tại vì tôi gà chạy xe nhau dạ vậy á. Sẽ đúng chậm luôn. Mấy tập. Vô thôi nào, đây chính là Spa Golden Lotus Healing. Mình đi ở chi nhánh quận 7 nha các bạn. Okay, tôi đang bị cảm. Bị cảm thì chúng ta sẽ đi xong hơi. Xong hơi nó sẽ giúp ta hết cảm không? Đúng vậy. Trải nghiệm nhé. Ở đây chúng ta sẽ có hai phòng các bạn ơi. Muối Himalaya, nhiệt độ nó cao hơn 61 độ. Vô đây là không được nói chuyện. Chết rồi, đem điện thoại vô nó chảy điện thoại không? Nhưng mà mình ở được ở chút xíu à. Xong hơi. Hi. Cái phòng này nó có 61 thôi. Hay là mình qua phòng kế bên là 68 độ. Phòng kế bên, let's go. Phòng này 66 độ các bạn ơi. Nóng hơn. Ok. Lên vậy à, có cái hình tôi cho các bạn coi này. Chúng ta sẽ gọi là cái đó là quấn đầu cừu đó các bạn. Tiếng Hàn chú cừu. Rồi bây giờ tôi sẽ trở thành con cừu trong đây nữa. Là dễ ưng. Con cừu nữa. Chúng ta đã trở thành con cừu. Chúng ta tiếp tục. Trong đây còn rất là nhiều thứ để chúng ta trải nghiệm. Cho các bạn đây nè. Đây là một cái nơi mà siêu cấp, thư giãn luôn. Vừa thư giãn mà vừa đẹp da nữa. Ok, thôi. Hôm nay chúng ta có khu vui chơi dành cho những các bạn trẻ nhỏ nữa. Ở TV nữa. Cái này chưa đi. Nè, có tiệm Doraemon kìa tôi gà. Cho em chơi đi. Anh vô ngồi coi, anh vô ngồi coi, anh khổng lồ cả nè. Gãy sao mà được. Ok. Đây là khu vui chơi con nít các bạn ơi. Ở đây các bạn có thể gọi là đem đại gia đình tới đây luôn. Con nít cũng có chỗ chơi cho con nít, người lớn có chỗ chơi cho người lớn. Vui quá à. Có bông nữa nha. Cái này nếu như mà mình đi một mình là mình sẽ vô mình ngồi chơi đó. Mà tôi gà không chịu, thôi mình đi. Siêu quá mời nhân ảnh quá. Ok, tụi mình sẽ đi qua. Tụi mình đang ở cái chỗ còn ngâm chân nóng nha. Thì mình không thấy cá đâu hết, chắc cá được đi chỗ khác rồi các bạn ạ. Cái mỏ. Tại vì nước ở đây rất là nóng cho nên là chúng ta sẽ phải bỏ từ từ các bạn ơi. Nóng quá. Mà nó đã. Cuối cùng tụi mình cũng đã ngâm chân vô được rồi các bạn ơi. Đây là nước nóng để giúp cho giãn nở lỗ chân lông. Mình ngâm thì nó sẽ đấm. Chân của mình sẽ lên không nóng nữa.
chỗ lạnh các bạn ơi. Mình cũng sẽ qua đây. Cái chân của tôi. Cái chân của tôi. Xe khít lỗ chân lông các bạn ạ. À. Xe khít lỗ chân lông, nãy giờ là mình được thải độc và bây giờ mình sẽ khít lại. Cái lông chân của tôi hôm nay là tác hại của nó bị lỗ. Kết quả của nó bị. Tôi quát lông chân cho tôi gà, nhưng mà tôi quát được một nửa cái tôi lười quát và tôi không quát nữa. Không nhớ nó vậy. Đâu phải cái chân anh tới. Đi lại con. I love you. À, ướt quần rồi. Xe là sao con ướt rồi, như cả dầm nữa. Chân các bạn. Ô, có cho tập chim nữa nè. Khu này tôi là thích lắm à. Nhưng mà đây có cái bảng nha. Quy định để sử dụng máy tập trẻ em 12 dưới 12 tuổi là không được tập nha. Dr. Fish bác sĩ cá. Chân. Cá này khi chúng ta đưa chân xuống cái bể cá nó sẽ tới nó massage chân cho tụi mình. Nó sẽ ăn ngầm những cái tế bào chết đó. Okay. Thử cho các bạn coi. Ăn cái đôi chân quá được phân nửa của tôi gà. Anh đừng có đạp chết nó nha. À, nó nhột quá. Con cỏ nó đang thèm chân tôi gà kìa. Nó bu chặt lưng rồi. Nhột lắm hả? Giống nổi. Nhột lắm hả? Đây chính là massage cá là chúng tôi sẽ được kích thích lưu lượng máu. Rất là kích thích thiệt. Kích thích ha. Thử Nam đi. Nhột hả? Được rồi, bây giờ tới lượt Nam Bi. Quá chân xuống. Giữ yên nha. Tôi rất sợ. Giữ yên. 15-20 giây. Con có mấy con nằm ngửa nè, đâu nó còn ngủ á. Ừ. Ở bên này một đống con này nó đang chờ rồi, đặt yên vậy đó. Trời ơi, sao chân nó bị không có con nào tới vậy? Bị kỳ vậy mấy đứa. Đi, thằng chân của tôi này. Thằng chân của tôi này các bạn. Nó rất là khó chân tôi. Từ nó tới rồi, từ nó tới. Đó. Ui hồ. Chân của em vẫn bị xanh lắm. Có một đống con lên. Có một con nó đang bơi quần sâu nè. Nhột quá. Thôi mặt Nam Bi nè. Ok. Ok, bình tĩnh nè, để yên. Có ai đi massage. Một con. Trời đất. Ôi cái nó bú. Nó bú như cái chân. Nó là massage kê vậy các bạn. Đây chính là khu đồ ăn nha các bạn. Chúng ta sẽ mua nước uống và đồ ăn vặt. Có ba nước uống cơ bản nhất, nước nôi, nước dẻo, cả nước trà canh nhiệt ong. Con gà uống cái này không? Ok. Mình dễ sẽ uống cái này. À, đây chúng ta phải ăn trứng gà nướng. Ừ, đây 2 set ha. Không, mua một quả thôi. Anh ăn 3 quả. Đi kia 3 quả đi. Không được. Thịt. Mình lấy trứng không bé. Nhẹ nha các bạn. Các bạn có biết cách để chúng ta ăn trứng là như thế nào không? Ok. Ở cái chỗ này á, khi mà các bạn ăn xong á, nó có một cái thảm. Bạn ăn xong các bạn có thể nằm ở đây. Tôi mở ngoài là cái kính để nhìn ra được view bên ngoài. Và chúng ta có thể ngủ ở đây cũng được. Tại vì ở đây mở đến 12 giờ tối rồi. 6 giờ sáng mở đến 12 giờ tối. Các bạn có thể vào từ 6 giờ sáng mình nằm ngủ đến 12 giờ tối cũng được nhé. Còn đói. Ăn nữa đi. Chúng ta cái này chỉ là ăn vặt thôi nha các bạn. Thật ra là ở cái quầy đấy đó có mì gói rồi cho mình ăn, nhưng mà mình ăn mì gói thì nó không thêm tiền. Cái này là chúng ta sẽ đi xuống nhà hàng có một cái chỗ để chúng ta ăn uống luôn nha. Thì là nãy mình nói là các bạn có thể ở trong đây từ sáng tới tối, cái gì cũng có luôn, tắm cũng có, ăn cũng có. Ok, chúng ta đi ăn cái gì ta uống cái này, người ta kiểu đem theo vô cái spa này mà người ta sẽ uống luôn nha. Bạn thấy cái ly của mình còn một đống, cái ly của tôi vậy hết trơn luôn. Đó là nước gạo nè, còn của mình là trà canh mật ong. Ok nha. Thì chúng ta sẽ có những cái thứ này. Khu Hàn Quốc nó toàn chỉ tiếng Hàn thôi. Ok. Ở đâu? Ok. Vào nhà hàng. Chà, anh có thích ăn không? Gà sâm gì nè, gà nhân sâm. Ồ, cái món này ở Hàn siêu nổi tiếng. Anh thích ăn nhân sâm không? Chưa có ăn gì nữa. Bạn nào mà thích ăn nhân sâm thì ăn cái này nha. Mình đã từng ăn một lần rồi. Thì đối với mình là nó hơi nhiều. Một lần là ăn rồi nói tới ngày mai luôn á.
cái nhà hàng này là chỉ toàn là đồ Hàn Quốc thôi, cho nên bạn nào mà không ăn được đồ Hàn Quốc thì nên cân nhắc nha. Cho mình ăn rồi thì mình thấy khá là ok đó các bạn, ngon. Chúng ta ăn đồ Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có những cái món gọi là khai vị với các bạn, chúng ta sẽ ăn trong lúc chờ đợi. Kim chi ở đây là ngon lắm á. Hay không? Sao vậy? Hay. Hay á. Mình thấy không cay lắm. Mình cũng ngon ha. Người ta comment vô clip á, người ta hỏi là anh chầm nửa tay trái, em còn nửa tay phải. Thật ra thì không, tại vì vô clip nó bị ngược. Để giải thích đi. Tôi cầm tay phải nó bị cầm tay trái, vô clip nó bị ngược. Tại vì clip nó bị ngược các bạn ơi. Mình là mình là người cầm tay trái thì tôi là người cầm tay phải á. Trời đất ơi, cái canh này nhìn nó không đẹp lắm thôi nhưng mà nó siêu phẩm lắm các bạn à. Ngon lắm. Bò mấy bò hầm cái nước ngon. Tuyệt vời lắm. Chỉ là nhìn nó không đẹp thôi nhưng mà nó tuyệt vời, nó ngon tuyệt vời mọi người ạ. Gà đã rồi nhưng mà nó nhiều quá. Sao tôi ăn hết được. Ok, cái tên tôi gà. Tôi gà nó thích ăn gà các bạn ơi. Cố lên. Khi các bạn vào trong đây các bạn sẽ không cần mang tiền mặt. Chúng ta cái đồng hồ. Chúng ta sẽ được tích vào cái đồng hồ này. Tức là mình ra mình trả đồng hồ mình trả tiền luôn. Đúng vậy. Cái đồng hồ của tôi nó ở đây. Mình tính tiền vào cái đồng hồ này. Ra ngoài mình trả tiền một lượt cho bác các bạn. Thì tôi rất là buồn ngủ sau khi ăn non. Chúng ta đi ngủ thôi. Phòng này oxygen. Phòng này là một cái phòng siêu dễ thở luôn các bạn. Nó rất mát, cũ, ngủ rất đã. Đáng lẽ là cái phòng này chúng ta sẽ đi vào sau khi chúng ta xong hơi. Nhưng mà anh bị ngược quá, anh đi ngủ xong anh qua phòng này. Đây chính là phòng lạnh nha các bạn. Thường là mình xong hơi xong rồi mình qua đây để cho nó xe chít lửa chân lắm. Tôi gà buồn ngủ quá, tôi gà đi ngủ trước, giờ vô cũng được. Tại vì tôi đang nghẹt mũi nên tôi không vô được. Nên là bây giờ Nabi sẽ là người đi vô. Được rồi, Nabi đi vô kìa. Lạnh chứ. Trong này là bọn chúng nó đóng băng rồi. Ngược lại bên kia, trong này rất là lạnh. Ok, Nabi đang ngồi đó. Nghẹt mũi rồi, không ngồi được. Đã trải nghiệm xong hết tất cả các dịch vụ thì tụi mình sẽ phải chia tay nhau tầm khoảng nửa tiếng. Phút này là tụi mình sẽ đi sauna các bạn nha. Phòng tắm nam nữ nó sẽ được tách ra nên là tụi mình không được đi chung. Cái phòng sauna chúng ta sẽ không được mặc, hiểu không? Tất cả mọi người đều hòa thân nhưng mà nam riêng, nữ riêng nha mọi người, chứ không có nam nữ chung nha. Gặp lại mình nửa tiếng nữa. A few minutes later. Nửa tiếng trôi qua, tôi là phải ngồi đợi mình thêm nửa tiếng nữa, tại vì mình ngâm buồn. Tôi là không chịu ngâm buồn, bây giờ tôi lại tính tiền từ nãy cho tụi mình ăn uống đó các bạn. Không biết bao nhiêu để coi. Tổng là 400 nghìn. 400 nghìn cộng với lại 300 vậy là hôm nay có hết 700 mấy. Mưa là mình rất mừng tại vì xe tô gà nó văng lắm. Được rồi, vậy là kết thúc một ngày mình đi cùng với Nabi đi xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì đi về cái Nabi ngủ mất tiêu luôn rồi. Nên là bây giờ Nabi đang ngoài điếc cho tô gà mà. Nabi sắp ngủ rồi. Ok, Nabi sắp xỉu rồi. Okay. Tôi cũng sắp xỉu, tôi xỉu đây. Chứ các bạn muốn coi một video khác của mình với Nabi một ngày đi hẹn hò thì hãy bấm vào đây. Còn bây giờ thì bye bye.